Xin chào tất cả những Billionaire. Chúc các bạn có một ngày mới thật sự nhiều niềm vui và ý nghĩa. Thì video này mình có một thông tin cũng rất là thú vị đến từ đội ngũ Billionaire Team. Thì sáng ngày hôm nay mình nhận có thông báo cập nhật thông tin mới nhất trên ứng dụng đầu Billionaire Team đã có một thông báo nói về cái số lượng người đã được KYC cũng như số lượng Billionaire đã được di chuyển sang Mainnet. Thì bài video này sẽ phân tích chi tiết cái thông báo của Billionaire Team. Trước tiên chúng ta đi vào cái thông báo này. Billionaire Team ngày 8 tháng 8 lúc 11 giờ 5 phút tối. Mạng đã đạt được 13 triệu người tiên phong đã vượt qua KYC và hơn 6 triệu người tiên phong đã di chuyển sang Mainnet. Thông qua những nỗ lực chung của chúng ta đang tiến tới các mục tiêu của mạng mở. Hãy ghi nhớ, tiến trình không phải là tiến tính và đã tăng tốc theo lịch sử. Xem xét thời gian gia hạn theo đang diễn ra bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, hãy hành động ngay để KYC hoàn thành danh sách kiểm tra Mainnet của bạn để tham gia cùng hàng triệu người tiên phong đã có trên Mainnet. Hình ảnh hiển thị bản cập nhật gần đây từ Billionaire Team về tiến trình của mạng Bi tính đến ngày 8 tháng 8 lúc 11 giờ 05 phút tối. Sau đây là phân tích chi tiết. Những điểm chính từ thông báo: 1. Tiến trình di chuyển KYC và Mainnet. Hơn 13 triệu người tiên phong đã hoàn thành công xác minh KYC. Hơn 6 triệu người tiên phong đã di chuyển thành công sang Mainnet. Thứ hai, tiến trình hướng tới mạng mở. Nhóm Bi Network nhấn mạnh rằng những nỗ lực chung của họ đang hướng tới tiến trình, hướng tới mục tiêu mở mạng. Cần lưu ý rằng tiến trình không phải là tiến tính mà đã tăng tốc theo lịch sử, cho thấy các cột mốc đang đạt được với tốc độ nhanh hơn. 3. Nhắc nhở về thời gian gia hạn. Thông báo đề cập đến thời gian gia hạn đang diễn ra bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Những người tiên phong được khuyến khích hoàn thành danh sách kiểm tra Mainnet và quy trình KYC của họ để tham gia cùng hàng triệu người đã di chuyển sang Mainnet. Phân tích tăng trưởng và sự tham gia của cộng đồng. Có số liệu phản ánh sự tăng trưởng đáng kể trong cộng đồng Bi Network với hàng triệu người dùng đã chuyển đổi thành công sang Mainnet. Điều này chứng tỏ sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng và sự tin tưởng vào mạng lưới. Tính cấp thiết và động lực, nhóm đoàn thúc giục những người tiên phong hành động nhanh chóng trong thời gian gia hạn để đảm bảo họ không bỏ lỡ di chuyển. Điều này tạo ra cảm giác cấp bách, thúc đẩy người dùng hoàn thành các bước cần thiết để di chuyển. Tiếp theo là tiến triển hướng tới mạng lưới mở. Tuyên bố về việc đẩy nhanh tiến độ cho thấy mạng lưới Bi đang tiến gần hơn tới giai đoạn mạng lưới mở. Đây có thể là một cột mốc quan trọng đối với dự án. Bản cập nhật này đóng vai trò là thông điệp động viên mạnh mẽ tới cộng đồng mạng lưới Bi, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tham gia kịp thời vào các quy trình đang diễn ra và củng cố động lực hướng tới các mục tiêu của mạng lưới. Đó là bài viết bằng tiếng Việt. Tiếp theo chúng ta lắng nghe bài viết bằng tiếng Anh. Xin mời Google. At Pi Core Team, August 8, 11:05 p.m., the network has reached over 13 million pioneers who've passed KYC and over 6 million pioneers who've migrated to Mainnet. Through our collective efforts, we're progressing towards open network goals. Keep in mind, progress is not linear and has been accelerating historically. Considering the ongoing grace period that started on July 1, 2024, act now to KYC and complete your Mainnet checklist to join the millions of pioneers already on Mainnet. The image shows a recent update from the Pi Core team regarding the progress of the Pi network as of August 8 at 11:05 p.m. Here is a detailed analysis. Key points from the announcement. 1. KYC and Mainnet migration progress asterisk. Over asterisk asterisk 13 million asterisk pioneers have successfully completed KYC, know your customer, verification. Over asterisk asterisk 6 million asterisk pioneers have successfully migrated to the Mainnet. 2. Progress towards open network asterisk.
The Pi Network team emphasizes that their collective efforts are leading to progress toward the goals of opening the network. It is noted that the progress is not linear but has been accelerating historically, indicating that milestones are being achieved at a faster pace. 3. Grace period reminder asterisk. The announcement mentions an ongoing asterisk grace period asterisk that started on July 1, 2024. Pioneers are encouraged to complete their mainnet checklist and KYC process to join the millions who have already migrated to the mainnet. Analysis, growth and community engagement asterisk. The figures reflect significant growth in the Pi Network community, with millions of users successfully transitioning to the mainnet. This demonstrates strong community engagement and confidence in the network. Urgency and motivation asterisk. The team is urging pioneers to act quickly during the grace period to ensure they do not miss the opportunity to migrate. This creates a sense of urgency, motivating users to complete the necessary steps for migration. Progress toward open network asterisk. The statement about accelerating progress suggests that the Pi Network is moving closer to achieving its open network phase, which could be a significant milestone for the project. This update serves as a strong motivational message to the Pi Network community, highlighting the importance of timely participation in the ongoing processes and reinforcing the momentum toward the network's goals. Thank you, Google. Tiếp theo chúng ta lắng nghe phiên bản tiếng Hàn Quốc của bài viết này. Please. 골뱅이 PICORETAM 8월 8일 오후 11시 5분 네트워크는 KYC를 통과한 1300만 명 이상의 선구자와 메인넷으로 마이그레이션한 600만 명 이상의 선구자에게 도달했습니다. 우리는 공동의 노력을 통해 오픈 네트워크 목표를 향해 나아가고 있습니다. 진행 상황은 선형적이지 않으며 역사적으로 가속화되어 왔다는 점을 명심하세요. 2024년 7월 1일에 시작된 진행 중인 유예 기간을 고려하여 지금 바로 KYC를 수행하고 메인넷 체크리스트를 완료하여 이미 메인넷에 있는 수백만 명이 선구자에 합류하세요. 이미지는 8월 8일 오후 11시 5분 기준 피쿼리티 및 피네트워크 진행 상황에 대한 최근 업데이트를 보여줍니다. 자세한 분석은 다음과 같습니다. 공지사항의 핵심 사항 2. 별표 KYC 및 메인넷 마이그레이션 진행 상황 별표 1300만 명 별표 이상의 선구자가 KYC 고객 확인 검증을 성공적으로 완료했습니다. 별표 600만 명 별표 이상의 개척자가 메인넷으로 성공적으로 이전했습니다. 2. 별표 오픈 네트워크를 향한 진전 별표 피 네트워크 팀은 공동의 노력이 네트워크 개방 목표를 향한 진전으로 이어지고 있다고 강조합니다. 진전이 선형적이지 않고 역사적으로 가속화되어 이정표가 더 빠른 속도로 달성되고 있음을 나타냅니다. 3. 별표 유예기간 알림 별표 이 발표에서는 2024년 7월 1일에 시작된 진행 중인 별표 유예 기간 별표에 대해 언급합니다. 개척자는 메인넷 체크리스트와 KYC 프로세스를 완료하여 이미 메인넷으로 이전한 수백만 명이 사용자에 합류하도록 권장됩니다. 분석, 별표 성장 및 커뮤니티 참여 별표 이 수치는 수백만 명의 사용자가 메인넷으로 성공적으로 전환하면서 피네트워크 커뮤니티에서 상당한 성장을 보여줍니다. 이는 강력한 커뮤니티 참여와 네트워크에 대한 확신을 보여줍니다.
별표 별표 긴급성과 동기부여 별표 별표. 팀은 파이오니어스가 유예 기간 동안 신속하게 행동하여 마이그레이션 기회를 놓치지 않도록 촉구하고 있습니다. 이를 통해 긴박감이 조성되어 사용자는 마이그레이션에 필요한 단계를 완료하도록 동기를 부여합니다. 별표 별표 오픈 네트워크를 향한 진행 상황 별표 별표. 진행 상황을 가속화한다는 진술은 P네트워크가 오픈 네트워크 단계에 한 걸음 더 다가가고 있음을 시사하는데 이는 프로젝트의 중요한 이정표가 될 수 있습니다. 이 업데이트는 P네트워크 커뮤니티에 강력한 동기부여 메시지 역할을 하며 진행 중인 프로세스의 적시에 참여하는 것의 중요성을 강조하고 네트워크 목표를 향한 추진력을 강화합니다. Thank you Google. Tiếp theo chúng ta lắng nghe phiên bản tiếng Ả Rập. Xin mời Google. At Picuri Team 8 من أغسطس 11 و5 دقائق مساء وصلت الشبكة إلى أكثر من 13 مليون رائد اجتازوا عملية KYC وأكثر من 6 ملايين رائد انتقلوا إلى الشبكة الرئيسية. ومن خلال جهودنا الجماعية نتقدم نحو أهداف الشبكة المفتوحة. ضع في اعتبارك أن التقدم ليس خطياً وكان يتسارع تاريخياً. مع الأخذ في الاعتبار فترة السماح المستمرة التي بدأت في الأول من يوليو 2024 تصرف الآن على عملية KYC وأكملوا قائمة التحقق الخاصة بالشبكة الرئيسية للانضمام إلى ملايين الرواد الموجودين بالفعل على الشبكة الرئيسية. تظهر الصورة تحديثاً حديثاً من باي كور تيم بشأن تقدم شبكة باي اعتباراً من 8 أغسطس الساعة 11:05 مساءً. فيما يلي تحليل مفصل النقاط الرئيسية من الإعلان. 1. تقدم عملية KYC والشبكة الرئيسية. أكمل أكثر من 13 مليون رائد بنجاح عملية التحقق من KYC. اعرف عميلك. نجح أكثر من 6 ملايين من الرواد في الانتقال إلى الشبكة الرئيسية. 2. التقدم نحو الشبكة المفتوحة. يؤكد فريق باي نتورك أن جهودهم الجماعية تؤدي إلى التقدم نحو أهداف فتح الشبكة. تجدر الإشارة إلى أن التقدم ليس خطياً ولكنه كان يتسارع تاريخياً، مما يشير إلى أن المعالم يتم تحقيقها بوتيرة أسرع. 3. تذكير بفترة السماح. يذكر الإعلان فترة سماح مستمرة بدأت في الأول من يوليو 2024. يتم تشجيع الرواد على إكمال قائمة التحقق الخاصة بالشبكة الرئيسية وعملية KYC للانضمام إلى الملايين الذين انتقلوا بالفعل إلى الشبكة الرئيسية. التحليل النمو والمشاركة المجتمعية. تعكس الأرقام نمواً كبيراً في مجتمع باي نتورك مع انتقال ملايين المستخدمين بنجاح إلى الشبكة الرئيسية. وهذا يوضح المشاركة المجتمعية القوية والثقة في الشبكة. الإلحاح والتحفيز. يحث الفريق الرواد على التحرك بسرعة خلال فترة السماح لضمان عدم تفويت فرصة الهجرة. وهذا يخلق شعوراً بالإلحاح ويحفز المستخدمين على إكمال الخطوات اللازمة للهجرة. التقدم نحو الشبكة المفتوحة. يشير البيان حول تسريع التقدم إلى أن شبكة باي تقترب من تحقيق مرحلة الشبكة المفتوحة والتي يمكن أن تكون بمثابة معلم مهم للمشروع.
يعمل هذا التحديث كرسالة تحفيزية قوية لمجتمع شبكة باي، حيث يسلط الضوء على أهمية المشاركة في الوقت المناسب في العمليات الجارية وتعزيز الزخم نحو أهداف الشبكة. Thank you, Google. As an apps visitor, I would like to thank everyone for watching the video. Goodbye and see you again in the next video of my channel, Benedict Quốc News. Thank you very much. Bye.